Dạ, em chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của em ngày hôm nay nha. Và bữa nay là ngày 21 tháng 4 nha anh chị. Thì sáng hôm nay thì em có nhận được một cuộc gọi của một anh đài ngay cầu Trà Phí, thành phố Tây Ninh, là cuộc khu lịch Long Nhị Sơn nha anh chị. Là đến ghi hình đang bán cho anh là một cặp vừa được sinh khố nhỏ tầm khoảng ngày 6 tháng tuổi nha anh chị. Và cái giá cũng rất là rẻ nha anh chị. Và nếu như cô chú anh chị và các bạn có xem chương trình của em ngày hôm nay và cảm thấy nghĩ cặp vừa được này, thì em mong cô chú anh chị hãy mạnh dạn nhấc máy lên gọi ngay xuống khỏi chương trình cho em nha, để chúng ta là sở hữu nhanh là cặp được sinh khố nhỏ này anh chị. Còn bây giờ thì em mời cô chú anh chị và các bạn hãy theo dõi đoạn đeo phút xoay nha. Dạ thì hiện tại là em đã đến nhà của anh rồi nha anh chị, và hôm nay thì em xin phép là sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị đây là một cặp được sinh khố nhỏ nha anh chị. Thì bò này thì em có lấy thước em đo thì cao tầm khoảng là 1m đến 1m05 bò nha anh chị, sái bớm là nghiêm chỉnh nha, sái mặt quay sái lưng nha anh chị. Và theo quan sát của em thì cái con bò này là đầu trụi nha anh chị, sừng chưa có lú nha. Đó, dậu yếm thì lòng thầu nha. Dàn chân nè, dàn chân trước, dàn chân sau nè, chân đứng thẳng nha anh chị và cũng rất là to nha. Bốn móng là móng sò nha anh chị. Đó. Thì con bò này tầm khoảng 6 tháng tuổi nha anh chị. Còn đây chính là con bò đực thứ hai nha anh chị. Thì bò này thì theo quan sát và kiểm tra của em thì dàn chân trước, dàn chân sau, chân đứng thẳng nha anh chị và bốn móng là bốn sò nha. Còn đây là dậu yếm nha, dậu yếm thì lòng thầu nha anh chị. Còn đây chính là sẽ lưng của nó nha. Đó. Còn đây chính là sẽ mặt nha anh chị. Thì bò này hai sái nha, sẽ mặt và sẽ lưng là hoàn toàn nghiêm chỉnh nha anh chị. Thì con bò đực này thì em có lấy thước em đo thì cao tầm khoảng là 1m đến 1m05 bò nha anh chị. Thì hai con bò này thì em thấy là nó xứng nha, nó cao tầm y nhau luôn nha anh chị, rất là xứng đôi nha anh chị. Thì bò này thì anh chủ nhà có nói với em là bao ăn bao uống luôn nha, nên là cô chú anh chị là hoàn toàn yên tâm nha. Thì cái cặp bò đực này nếu mà cô chú anh chị mua về, cô chú anh chị là chăm sóc kỹ cho ăn cỏ, cho ăn cám nhiều vô thì sẽ lớn rất là nhanh nha anh chị. Tại vì hai con bò này là nó đang trong giai đoạn là chất lớn nha. Mà bò mà cô chú anh chị chăm sóc kỹ thì nó lớn nhanh và nó mau phát là cô chú anh chị sẽ có lời nha. Thì hai con bò này là em có bàn bạc với anh và anh đưa ra với mức giá cũng rất là phù hợp nha anh chị. Phải nói là nó phù hợp với anh chị nha. Là giá là 32.500.000 đồng nha anh chị. Là chúng ta có thể chủ ngay là cặp bò đực này nha. Thì anh có nói với em thế này, nếu mà cô chú anh chị muốn mua thiện chí thì anh sẽ bớt cho cô chú anh chị một chút đỉnh tiền, cũng như là hỗ trợ chi phí cho cô chú anh chị là đem về nha cô chú anh chị. Đó. Và em thấy là trong tầm tiền mà 32.500.000 đồng là chúng ta có thể sở hữu ngay là cặp bò đực này để đem về nuôi bổ béo nha anh chị. Tại vì em cũng đi quay bò rất là nhiều nha, để kiếm được một cặp bò giá rẻ như thế này cũng rất là khó nha anh chị. Và nếu như cô chú anh chị có xem chương trình của em ngày hôm nay và cảm thấy ưng ý và vừa bụng cặp bò đực này thì cô chú anh chị hãy nhấc máy lên gọi thẳng ngay xuống khỏi chương trình cho em nha, để chúng ta là sở hữu nhanh là cặp đực này để đem về nuôi bò béo nha anh chị. Thì em xin nhắc lại một lần nữa để cho cô chú anh chị và các bạn là hoàn toàn yên tâm nha. Về cái cặp bò đực này, chân móng hoàn thiện, bốn móng là móng sò và cao tầm khoảng là 1m đến 1m05 bò nha anh chị. Sái bớm nghiêm chỉnh nha, sái mặt và lưng nha anh chị. Dậu yếm thì lòng thào nha. Nói chung là bao ăn bao uống cho cô chú anh chị luôn nha. Nên là cô chú anh chị mà hoàn toàn yên tâm nha anh chị. Và nếu như cô chú anh chị có xem chương trình của em ngày hôm nay và cảm thấy ưng ý cặp bò đực này thì cô chú anh chị hãy nhấc máy lên gọi thẳng ngay xuống gọi chương trình cho em, để chúng ta lại sở hữu nhanh là cặp bò đực này tầm khoảng 6 tháng tuổi nha anh chị, để chúng ta lại đem về nuôi bò béo nha anh chị. Và trong tầm tiền này nếu mà cô chú anh chị mua hai con bò này ở trại thì giá sẽ rất là cao hơn nha cô chú anh chị, vì đây là bò vườn nha, bò ở nhà vườn nha anh chị. Nên là cô chú anh chị yên tâm về bệnh tật nha, ăn uống rất là khỏe nha anh chị. Phải nói là bỏ tới đâu là ăn tới đó nha anh chị. Đó. Thì địa chỉ của anh là ở ngay cầu Trà Phí, thành phố Tây Ninh, là cột khu lịch Long Điền Sơn nha anh chị. Và em thấy cái cặp bò đực này nó rất là phù hợp với tất cả cô chú anh chị nào mà không có vốn nhiều, trong tầm tiền khoảng chừng 32.500.000 đồng là cô chú anh chị có thể sở hữu ngay là cặp bò đực này nha anh chị. Hay là những cô chú anh chị nào mà vừa mới kết hôn và ra riêng và muốn sở hữu cho mình được một hai con bò đực nệ bổ béo để phát triển khi kinh tế thì cô chú anh chị hãy liên hệ ngay cho em để chúng ta sở hữu ngay là cặp bò đực này để nuôi về bổ béo nha anh chị. Thì thôi, câu đeo này em cũng xin tạm dừng tôi đây. Và một lần nữa, nếu mà cô chú anh chị cảm thấy nghĩ cặp bò đực này thì em mong cô chú anh chị hãy nhấc máy lên gọi thẳng ngay xuống gọi chân thành cho em nha, để chúng ta là sở hữu ngay là cặp bò đực sinh khố nhỏ này nha anh chị. Còn bây giờ thì em xin phép chào tạm biệt mọi người nha, và hẹn người qua tập tiếp theo nha.